máy đặc biệt nha mọi người. Đây phiên bản M Performance và đây là phiên bản HXP nha mọi người. Xe này chỉ đợi anh em về đi tour thôi chứ Khang chưa review Night Ride thôi nha. Thì theo mình nghĩ cái xe này nó đang báo alarm ha. Cái đèn đó là đèn cái đuôi sau á mọi người. Cái đuôi sau đang gỡ ra ha, thì thường xuyên là sẽ báo cái này nói với con RDT như nhau vậy luôn. Thì ai mà không có thời dễ dâu đúng không mọi người? Thời dễ dâu hồi xưa của mình là cũng lấy xe máy rồi cũng đi bảo rồi đi quậy rồi ha. Nhưng mà cái thời điểm mà trước thì mình không đua xe mọi người. Kẹp hai cái chân vô đùi vô người mình nó bảo kẹp là bảo không có bị tụt đúng không? Nãy giờ bạn tụt bạn đè nguyên cái hạ bộ của bạn vô cái lưng của mình tụt luôn. Ê vô check minh 1, 2, 3. Và bây giờ là tiết mục Night Ride mọi người. Từ 6:30 sáng tới giờ bây giờ là 6:30 tối. Năng lượng vẫn còn 60%, mặc dù cái giọng hơi khàn ha. Hôm nay quay hơi nhiều xe mọi người và tiếp cũng khá nhiều khách. Bây giờ mình sẽ Night Ride và cùng với bạn Bảo ha, bạn Bảo Bim. Best friend của mình. Cơ bản là về cái vấn đề mà làm việc năng lượng đó mọi người. Mình rất là nhiều. Chỉ cần là ăn uống đầy đủ chút xíu, ngủ ít xíu cũng được. Gia nhà ăn gái nhà ngủ mà, đúng không? Thì Vương Khang lúc nào cũng sẵn sàng hết nha. Sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Thì mọi người thấy cái cách mà Khang nói chuyện là mọi người cũng biết Khang cũng đã bị hao mòn phần trăm biết bao nhiêu rồi đúng không? Rồi đừng chơi bê đơ nha ba. Đúng không nha. Con BMW S1001R phiên bản HB Daibobo Arabovic Full System. Con này mình đánh giá rất cao nha mọi người. Tại vì nó có cái đàn dynamic roll mình rất là thích. Đây, đàn dynamic roll đây. Mình rất thích nha mọi người. Và nó có thể gắn thêm cái đèn trước rồi. Xe này chỉ đợi anh em về đi tour thôi chứ Khang thì Khang chưa có review Night Ride thôi nha. Sài Gòn chỉ có hai dạng lái, kẹt xe và siêu kẹt xe nha mọi người. Mấy anh em giao thông quận 3 với lại đội bàn cờ ở đây thấy xe của Vương Khang đi hoài mấy anh cũng chán rồi, cũng bắt luôn rồi. Lúc mới đầu về mấy anh còn hay kiểm tra lắm. Mà lúc sau này mấy anh hết kiểm tra tại vì biết bên Vương Khang bán xe hai quay chính ngạch không à. Đó thì kiểm tra làm gì tốn thời gian. Rất là quý mấy anh tại vì cũng thông cảm, cũng tạo điều kiện cho bên mấy anh em chơi xe cũng như là cho những cái chỗ bán xe như mình ha. Thật ra là tụi mình mua bán theo đúng thị trường thôi chứ cũng không có phải làm sai pháp lý gì hết. Xe hiện trạng cũ thì như thế nào thì mình cố gắng mình bán vậy thôi ha. Đó mọi người thấy không, mình mới vừa đi ra khỏi tiệm mình được khoảng 5 giây thôi. Đó mọi người ơi, chân dài là một lợi thế nha mọi người. Đây mình xào chẻ rồi là hết bài. Mình chỉ ngại nhất là cái vấn đề mà đèn mà chiếu với mắt người khác đó mọi người. Tại vì do ở Sài Gòn này ngồi lề đường cà phê cà pháo cũng như là nhậu nhẹt ngoài đường nhiều ha. Với lại mấy chú vậy á hay ngồi ngoài đường á. Nên mình lên lề á mình cứ sợ là chiếu với mắt người ta. Rồi hồi nãy là mình bắt đầu từ chi nhánh quận 3 của Vương Khang Moto nha, 185 Võ Văn Tần. Thì cái chỗ này là nó giao ngay khúc ngã tư cách mạng 8 với lại Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một cái nút giao khá là lớn nối của các quận cũng như là ngay trung tâm luôn nha mọi người. Anh em gần xa ít nhiều cũng đã đi ngang qua đây rồi, nhất là những anh em ở tỉnh ha, cũng đã qua đây đi ngang qua đây khá nhiều lần nhưng mà chắc không có ghé vô Vương Khang Moto nên mình thông báo cái chỗ vị trí nên có tiện thì ghé vô uống cà phê với Khang nha. Sự tiện lợi của xếp mọi người đây. Nhả số nè. Ok chưa? Đó, ok chưa? Lách vai. Cái này là sự tiện lợi của xếp nha. Mà xếp thì tới khúc đèn xanh đèn đỏ thì cũng phải nhờ Bảo Bim cầm giùm thôi. Ok. Trước mắt là xe đang báo summit. Khả năng cao là về mình sẽ kiểm tra lại ha. Cái xe này báo thay nhớt hồi lúc khoảng 1.000 cây trước rồi ha, còn chạy thêm khoảng 4.000 nữa mới thay nhớt nha mọi người. Thì theo mình nghĩ cái xe này nó đang báo alarm ha.
cái đèn đó là đèn cái đuôi sau á mọi người. Cái đuôi sau đang gỡ ra ha, thì thường xuyên là sẽ báo cái này nói với con RDT chuyên gia vậy luôn. Còn cái service này mình nghĩ là mình sẽ kiểm tra và reset lại thôi ha, tại vì khách bảo dưỡng ở ngoài không phải chuyển hãng á, nên không có reset lại ha, mình kiểm tra nếu mà cần thay nhớ mình thay luôn. Cơ bản là mình chạy là mình thấy được cái con này là không cần thay nhớ mọi người, nó còn rất là ngon, rất là bốc luôn. Cái góc lái cũng như là cái cách vô cua của cái con S1001R nó kịp này phải gọi là tuyệt vời, nó hỗ trợ vô cua rất tốt mọi người. Những cái người mà chạy không thường xuyên như mình chạy rất là sợ, mình chạy rất yếu luôn, nhưng mà cái cảm giác mình vô cua mình rất tự tin nha, rất tự tin luôn. Đây cái khúc công viên này với lại cái đằng sau Dinh Độc Lập á mọi người, là hồi nhỏ mình đi học là mình cứ đi ra đây mình đánh cầu lông với mọi người nha, từ lúc còn nhỏ luôn rồi. Tách vai phê quá mọi người ơi, đúng là tiền nào cũng nấy luôn á. Khi mà cái hệ thống full vô á mọi người, vô mà vô full hệ thống á, thật sự là xe nó thông lắm mọi người, mát, rất mát luôn. Lúc mà có kẹt xe thì chắc chắn là sẽ có cái vấn đề gọi là nó bị hắt lên chân chút xíu nha, nhưng mà cơ bản là con này đã vô được cái ốp sườn carbon, ốp sườn carbon nè mọi người ha, nên khi mà mình kẹp vô mình được ôm vô những cái khúc cua nó cũng không có mang lại cái cảm giác nóng ở cái chân cho mình ha. Rồi chào mừng mọi người tới chợ Bến Thành, và đây là cửa bắc của chợ Bến Thành mọi người ơi, cửa bắc chợ Bến Thành nha, và mình ôm cua hôm nay cái nào đó. Mắt sầm nồi ở ngày này xíu để cho mấy người Tây người ta biết Việt Nam mình chơi xe mô tô cũng dữ. Đây, Hồ Chí Minh City Metro nha. Coming soon, chắc mình nghĩ là khoảng 2 năm nữa. Bây giờ 2024 rồi, khoảng 2026 rồi mọi người, là sẽ bắt đầu đi vào hoạt động nha. 2 năm nữa. Cái này mình nói có sai không? Sài Gòn chỉ có kẹt xe và siêu kẹt xe thôi. Nhưng mà mình thật sự rất là yêu Sài Gòn mọi người. Đi rất nhiều nơi rồi. Mình đã từng ở nước ngoài một thời gian rồi nha, nên mình rất yêu Việt Nam. Từ cái cách sinh sống cho tới từ cái con người, cách sinh sống cho các hoạt động ha. Rất rất là mến thương Việt Nam của mình. Và đặc biệt là Hồ Chí Minh nha. Đây, Hồ Chí Minh, nơi mình sinh ra và lớn lên. Thì ai mà không có thời dễ dâu đúng không mọi người? Thời dễ dâu hồi xưa của mình là cũng lấy xe máy rồi cũng đi bão rồi đi quậy rồi ha. Nhưng mà cái thời điểm hồi trước thì mình không đua xe mọi người. Mình cũng không có mê đua xe lắm. Mình chỉ đi hưởng ứng cùng anh em thôi. Từ tới giờ mình vẫn không mê tốc độ ha. Cũng không có mê mà chạy 299 hay là chạy gọi là bạo lực đó mọi người. Cứ thích theo cái dạng gọi là mình thích theo cái dạng gọi là đi thanh cảnh thôi và mình độ thôi. Thì mỗi người có mỗi cách chơi xe khác nhau ha. Thì cái quan điểm của mình là vậy. Kẹp hai cái chân vô đùi vô người mình, nó bảo kẹp là bảo không có bị tụt đúng không? Thấy là bạn tụt bạn đè nguyên cái hạ bộ của bạn vô cái đùi của mình lủng luôn á. À cái túi hả? Trời ơi, cái túi có cái cục sàn mà nãy giờ mình tưởng cái hạ bộ không á. Thương quá. Đang cắm sàn á. Thôi bạn. Được rồi, để mình quay tiếp. Xin lỗi mọi người nha, nãy giờ mình hơi liên thuyên chút xíu với người bạn của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái đường để mình quẹo qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nãy giờ lo review quá đi sai đường rồi. Cái khúc này là đi xe hơi cẩn thận nha mọi người, không ai muốn quẹo trái là quẹo đâu nha, phải đi vô đúng lane mới quẹo được nha. Mình vẫn đang đi số 4 nha mọi người, không giật lắm, nhưng mà đối với những cái trường hợp này mình cứ giả số nè, đó không đạp đó ok chưa. Rồi cứ tới mà chạy thôi. Thật ra cái vấn đề mô bỏng á mọi người, mình chơi xe mô tô công nhận á, nó sẽ có hai cái nghịch lý. Một cái á là mọi người chạy xe mô tô không có lớn mà không có bô á thì cũng khá là nguy hiểm đúng không? Nhưng mà khi mọi người gắn bô á, không biết giữ cái vụ tiếng ồn á mọi người, để mọi người phải ảnh hưởng tới người khác á thì nó lại mất hay.
chứ bây giờ đi mà mọi người cứ nghĩ thôi, đi ra con này ai cũng chạy xe này mà cứ nẹt vô sùm á thì thật sự là người dân không thể nào chịu nổi mọi người. Đâu phải là chỉ ai cũng trẻ đâu, và không phải người trẻ nào cũng thích cái tiếng ô tô đâu. Mình đã biết rất nhiều người rồi ha, có những người ta không thích xe mô tô mọi người, người ta không thích xe mô tô tí nào luôn, và cũng không có gì gọi là cái nhu cầu về cái tiếng cái vô xe hết, không có thích cái thiết kế luôn ha. Có những người đàn ông là vậy ha, nên mình nhận ra là đam mê thì có, nói chung là chơi thì ở trong cái khuôn khổ của mình thôi. Đó, tới mấy khúc ngã tư ngã ba là mình phải dừng lại vậy nha mọi người, tắt máy nha, lịch sự nha. Nhưng mà khi lên thì không được lịch sự cho lắm. Ông chú chạy ghê quá. Tìm có bạn phải công khanh một thời đây. Mọi người ơi, mình muốn nêu bật một cái vấn đề này trên cái con xe mô tô này. Cái vấn đề của nó nằm ở đây á, là cái dáng đáy kịch mọi người, chạy xuống á mọi người. Chứ nãy giờ mà đi sport là cũng phê lắm á. Giờ có yêu mô tô cái nào đi mọi người mà kẹt xe kiểu này mà đi sport là mỏi lắm mọi người ơi, mỏi gì không nổi đâu. Ok Sài Gòn tôi yêu, sao dễ nào. Chắc mình phải đổi lại chế độ khác quá, để Dynamic Pro này cái dòng tua máy nó lớn quá mọi người, power nó khá mạnh ha. Hôm nay mình sẽ ăn cái món gọi là bò kho nha mọi người. Đó đó. Sau nãy giờ quay xe thì không có nhạy bén gì hết mà có mấy bạn gái vô là nhạy bén liền cho ta. Hư lắm nha. Mọi người ơi, nãy giờ mà nói thiệt, nãy giờ mà mình đi con cào cào hay là mình đi con dĩa đây là mình mang tới bến luôn rồi đó. Cào cào thì sẽ ok hơn nha. Dĩa đây mặc dù nó cũng còn hơi bự, mình vẫn chưa cam được nổi con dĩa đây mà đa địa hình nha. Rồi, trước mặt chúng ta là phố đi bộ, chứ không phải là phố đèn đỏ nha. Phố đi bộ nha. Thật ra từ chi nhánh quận 3 của Khang chạy ra phố đi bộ á, nó chỉ đâu đó khoảng nó khoảng 5 phút thôi mọi người. Mà nãy mình đi hơi vòng vo xíu, mình đi vòng vòng xíu, với lại kẹt xe mình muốn đánh vòng vòng cho mọi người coi cái giờ cao điểm ở Sài Gòn ha mọi người. Cái giờ cao điểm nãy mình nói là khoảng 6 rưỡi ha. Thì nãy giờ mình di chuyển ở đây là hết khoảng 20 phút mọi người, 18 phút nha. Bây giờ là 6 giờ 48 rồi mọi người. Đó, Black Bay. Nè, đó. Mình tới chỗ ăn rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mọi người nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Mình là Phương Khang Moto, cảm ơn mọi người rất nhiều. Stop. 5 minutes later.
Một cái xe hoàn hảo á, là nó phải full non-stop nha mọi người. Tất cả các chức năng nó đều phải hoạt động hết nha. Và mình đang cài chế độ Cruise Control nha mọi người. Đây, Cruise Control ha. Khác với lại cái xe hơi nha mọi người, nó sẽ không có cái lim á mọi người. Cái lim á, chắc mình nghĩ là biết tắt cái chữ limit á. Cái limit á thì nó sẽ giới hạn, nó sẽ giới hạn tốc độ của mình, không cho chạy quá, ví dụ như 60, 70, 50 ha. Còn cái xe này nó sẽ không có chức năng đó nha mọi người, nó chỉ có chế độ là Cruise Control thôi. Để mình thấy vắng mình sẽ cài Cruise Control các bạn xem. Đây bây giờ nè, hình như là dưới 30 là không được nha. Dưới 30 chức năng nó không hoạt động được nha mọi người, đường đông quá. Thật ra là cái xe này mình đã test hết rồi, đã test và kiểm tra hết rồi, rất là ok hết rồi. Nó chỉ hiện tại nó đang báo service thôi, nó có báo thể là thay nhớt hoặc là cái gì đó nè. Về cái nhiệt độ thì xe nãy giờ hoạt động rất là tốt, không hề có cái vấn đề là báo nhiệt độ gì hết nha mọi người. Cái con xe này hôm nay mình đi á, là mình đi cái côn là Gearspeed nha mọi người, đi rất ok. Đúng là dòng BMW này gắn cái côn này đi tuyệt vời luôn mọi người. Còn đây thắng thì vẫn là Rainbow nha, vẫn là Rainbow RCS 19 nha mọi người. Có một anh MT9 mới vừa vượt qua mình. Wow, bộ lên đẹp quá. Nhìn từ sau chúng ta có thể thấy được MT9 này, nó một là phiên bản đặc biệt cho mọi người. Bảo là SP này nó đang được trang bị một volume nha. Để mình coi một volume trước không. Con này bản thường này, lên cùng volume sau nè. Đó, rất là đẹp. Một cái con Naked Bay, máy Rockland, phân khúc 900cc, nhưng mà một những cái xe 1000cc mới nở sợ nha. Vương ngay như nhắn ba nha. Đường này mình đi thẳng qua bên Bảo Văn Tần luôn, khỏi cái dọc ngã tư kia ha. Đó, tất cả mọi người đang chờ đợi và mình mời mọi người kết video bằng một cái hai con siêu phẩm mình mới vừa về nha. Ok, quay luôn rồi, tiếp luôn. Kết video phải có cái gì đó nó hứng thú một xíu. Video sau mình hứa hẹn sẽ night ride bằng con S1001R phiên bản M Performance nha mọi người. Thì mọi người đã thấy đó, nãy giờ mình đi mình review là đều là xe phiên bản đặc biệt nha mọi người. Đây phiên bản M Performance XP rồi, ok. Thì video sau mình sẽ night ride bằng bé đó. Ok chưa mọi người? Video sau nha, đợi mình nha mọi người.